Chào tất cả các bạn ơi, hôm nay chúng mình lại đi đón em Lộc đây. Và đón em Lộc xong chúng mình sẽ đi mua đồ ăn vặt cho em Lộc. Hôm nay thì các bạn muốn ăn gì đây? Hôm nay thì chúng mình sẽ mua một món đồ ăn rất là đặc biệt luôn các bạn ạ. Các bạn đoán xem là gì? Bây giờ thì các bạn hãy cùng mình đi đón em Lộc nhá. Let's go. Trường cấp 1 tan rồi các bạn ạ. Giờ đi vào đón Lộc thôi. Đây. Hello các em. Hello các em. Hello các em nha. Xin chào. Đi đón em Lộc đây các bạn ơi. Làm luôn đấy nhỉ. Về chị mua quà cho. Đi xa. Chị Dương ơi, ở đây em đánh cầu kinh lắm. Đây của em. Chị Dương ơi, ở đây em đánh cầu kinh lắm. Ừ, rồi rồi. Rồi chúng mình đi về nhá. Bây giờ thì chúng mình sẽ đem Lộc đi mua đồ ăn vặt nhá. Đi vào đi. Cô ơi cô, nhà cô có bán bánh trắng không ạ? Bánh trắng trộn nhỉ ạ? Không. Dạ không ạ. Cô bỏ bánh tráng rồi, sao có hành trang này ạ? À vâng. À thế nhà cô có hoa đâu không cô? Thế cho con mua chân gà rút xương đi cô. Chân gà rút xương. Gà chân gà rút xương. Rút xương. Ai cắt cái cỏ tóc rồi? Lát xương là gì? Lát xương. Rút xương. Em là có muốn ăn chân gà rút xương không? Ừ. Này nó sống. Vâng. Bao nhiêu tiền ạ cô? Lúc đầu mình định đi mua bánh tráng rồi mua hot dog chiên Lộc, nhưng mà quán bên kia nó đóng cửa, giờ mua dây dài gút, giờ mua chân gà rút xương cho các bạn ăn nhé. Không biết ở đây các bạn nào thấy chân gà rút xương không? Vâng, con xin. Rồi, chị em mình đi về thôi. Đi Lộc ơi, đi. Chờ con xin. Ơ Lộc, từ từ thôi, đợi chị với. Đấy các bạn ơi. Wow, ta đa các bạn ơi, hôm nay thì chúng mình sẽ ăn vặt là chân gà rút xương nha. Chân gà rút xương. Giờ chúng mình sẽ đổ ra tô này để cho các bạn xem nha. Các chị đang quay này các bạn thấy không? Xong à em Tú ơi, em lấy một cái bát con ra để đựng sốt. Chị cái máy quay trong mình. Ok chị. Các bạn có thấy cái máy quay không? Chị không biết được. Đây để mình chống máy cho các bạn xem nhé. Chị ơi, cái này cái gì? Cái đấy là gói sốt chấm chân gà. Em đổ ra luôn nhé. Đợi chị tí. Mình sẽ đổ nước sốt ra nha. Đổ nước sốt ra đây. Còn mình thì sẽ đổ chân gà. Đợi chân gà cho em đổ. Đây để chị mở lên cho. Ui người ta đóng kín. Em đổ. Từ từ. Wow, cậu thấy sốt kìa. Xịt luôn. Đây. Ơi. Ủa. Ủa các bạn ơi, đây là đẳng cấp. Đây là chân gà rút xương ngâm xạ tắc nhá. Đấy, em Lộc đã thèm quá không chịu được kìa. Thế nào ngon không? Chấm của cái món này nha các bạn. Chua thế. Ngon không? Giờ mới ăn lại chua lắm. Thế á? Thế chị làm ngon hơn hay người ta làm ngon hơn? Chị. Ừ. Sợi chua nhỉ? Hay là người ta ngâm lâu, còn mình thì ngâm một chút là ăn luôn nhỉ? Đây. Ăn nước sốt nha các bạn. Đây mà các bạn nha. Nước ta chi đi. Ủa. Ủa.
Wow. Mời các bạn nha. Đâu thử. Ngon lắm. Mình sẽ thử một chân nha. Đây. Chân không có ngón. Ấy. Mới thích cả các bạn. Ngon ngon không em? Ngon ngon lắm các bạn ạ. Vừa nãy còn mấy hàng kia xa chịu. Nướng xoài nha các bạn nha. Nướng xoài ngon. Thịt gà rất là giòn luôn. Nướng xoài ngon, em ăn miếng nào chả được. Chua thế. Đem miếng của em. Miếng này có ớt. Mình sẽ ăn miếng chân gà. Hương vị đậm đà lắm các bạn ạ. Còn mấy cái sụn rất là giòn luôn. Mình thấy nó chỉ hơi tê tê thôi các bạn ạ. Đây. Em Lộc kiểu không biết ăn cay cơ. Wow, nước sốt rất ngon luôn. Ngoài đây ăn tiếp đi em Lộc. Đi các bạn nhỉ. Đây em Lộc ăn miếng này. Ủa các bạn chị không ăn miếng ớt đi xem nó có cay không. Ớt chả phải cay. Ớt cay lắm ấy. Không. Đây. Không ăn chấm nước sốt. Ừ thế thì đây. Chị cái khóa. Khóa này đâu có cay. Ê, em ăn. Nó có sốt không? Không. Miếng vừa nãy à? Ngồi vào đây. Cay đi. Ôi em không ăn được à? Hay là do lúc trước mình làm không có ớt cho nên là em Lộc ăn ngon lành luôn chứ cái này là nó có ớt các bạn ạ. Thế được rồi. Em Lộc không ăn được thì chúng mình sẽ ăn cho các bạn xem nha. Video này sẽ dành cho những bạn đang thèm chân gà rút xương. Em Lộc không ăn được cho nên em Lộc đi chơi các bạn ạ. Wow. Mình thấy xoài nó không ngon bằng chân gà nên là mình không ăn xoài. Ngon quá. Ngon không cưỡng được. Trời đất ơi, xoài chua chua ngọt. Ngon tuyệt vời luôn. Món này phải ăn nước tay nó mới ngon các bạn. Wow. Các bạn có nghe thấy xoài không? Ôi mình ăn một miếng sản thơm. Hơi cay cay các bạn ạ. Nhưng mà cay này cay ngon. Lúc đầu mình định đi mua bánh tráng phơi. Đâu? Lại bánh tráng phơi xưa. Lúc đầu mình định đi mua bánh tráng trộn các bạn ạ. Nhưng mà cái quán mà mình hay mua ấy thì người ta đóng cửa. Xong rồi cái quán bán bánh sinh nhật ấy thì lại không còn. Cho nên là mình chọn mua chân gà rút xương các bạn. Bởi vì cũng lâu lắm rồi mình chưa ăn. Từ năm ngoái đến năm nay rồi đấy. Trời đất ơi nó đã. Bây giờ các bạn nếm được bao nhiêu chân không? Mình không nếm, mình ăn.
ăn là chính đếm này. Không được. Ôi, nước sốt nó quỵ ăn này. Wow. Cay. Trên gà rút xương ngâm xả tắc này ăn không nó đã đậm đà rồi, mà chấm cả nước sốt nữa thì nó đậm đà gấp hai các bạn nhé. Xả xoài. Lần này mình ăn thì thấy thiếu tắc các bạn nhé. Hay là người ta chỉ lấy nước thôi chứ không lấy lát nhỉ. Em sẽ để cho chị lại cái chân to nha. Em ăn chân dài. Không biết nói gì hơn ngoài từ ngon các bạn ạ. Rất là ngon luôn. Chị ăn không chị? Em đút cho. Đút cho chị á? Vâng. Sao lúc nãy mình không biết lấy cái này cho riêng vậy? Nó hám không? Chị em tình tứ. À. Ngon nha các bạn nha. Bây giờ thì trong bát này còn xả ớt với lại xoài thôi. Thì sau chúng mình sẽ ăn dần các bạn ạ. Các bạn ơi, sau khi ăn chân gà rút xương sau mình thèm đồ chua. Cho nên mình đã nhờ em Tô ra hái mấy quả quất. Mình ăn mình chấm xem nó thế nào. Đây bát nước chấm vẫn còn đây. Cả quất xanh cả quất chín luôn. Ở đây có bạn nào đang thèm chua không? Bình luận nào. Giơ tay lên cho mình viết với. Thật thật. Em tổ hai đều bằng này. Để mình chấm cái nước sốt của chân gà xem thế nào. Mình thấy hình như không chấm nó ngon hơn. Mời các bạn nhé. Quất chín này nó ngọt rồi nha các bạn. Mình ăn cả hạt cả vỏ. Quất xanh này. Quất xanh này nó sẽ chua hơn các bạn ạ.
kỳ giòn. Hết quất rồi nha các bạn. Được rồi các bạn ơi, vậy là sau khi đánh chén 6 quả quất xong thì mình cũng đã hết thèm chua rồi. Video đi đón em Lộc rồi, mua đồ ăn vặt đến đây cũng là kết thúc rồi nha. Các bạn nào xem video nhớ like, đăng ký, rung chuông và chia sẻ ủng hộ chúng mình nhé. Chào các bạn.